Thank you.
Okay, you want to do that? Nhiều quá mà không biết nặng ở chỗ môn, sợ ra máu nhiều. Này là không nấu cơm chứ. Em nhận nghĩ chi vậy thứ hai thì em nghĩ hôm qua ông nấu rồi mình nấu gì ăn. Tối nay em đi học mà. Nấu sớm sớm ăn rồi. Nấu cũng nhanh vì trưa em cũng nấu. Thứ tư em xin chỉ nghỉ ngày để học bài, nhưng mà dù có cái yêu cầu gì thì em cứ làm nhé. Thứ tư là ấy rồi đó hả? Thứ tư thì khi mô thi thứ tư, thứ sáu trả bài, chủ nhật đi nhận bằng xong. Đau bụng ghê trời. Mình không relax. Chắc mình có gì rõ ràng là mình để cái máy ngay rồi mà. Relax à.
Ừ, nhưng tôi thấy ông không nặng chỗ nào nữa, không lắc rồi. Đau á. Ừ. Rõ ràng em để vừa đúng giữa rồi mà chọc. Nhìn lại phát là thấy như đâu rồi. Tôi mới đi giỏi rồi, hồi xưa là quậy lắm rồi. Ừ, quen với nỗi đau. Hơn 2 năm rồi. 2 năm 1 tháng. Cái mặt ông cô này mà không đi lái chắc là không biết ra răng luôn thì. Ông làm thì là ngày đầu tiên là em đến học đó. 2-3 năm. Bên này còn nhiều lắm nè. Bên này nặng xíu nè. Quay đã mà. Được không? Okay. Chỗ này chết tụi mày nghĩ lên này. Chị đang chạy xíu nè. Trời ơi. Cái đây đằng sau em có ai dùng nghề, nếu có quay cho em xíu. Có lên đằng sau chưa? On. Ly á. Ôi trời ơi, nhiều quá. Làm đau rồi đó. Trời. Đây à. Cái này là nặng thả lỏng. Đừng có cứ quậy. Trước sau gì mà nặng thôi. Đừng có đè, ta đè lại mày thôi. Cố gắng đi. Nay pha mụn mũ rồi mà. Bài lên mặt luôn, để lên mặt luôn nè. Ok, thả oxy đó. Chỗ miệng không vốn chịu não đâu. Ông nhớ để lâu quá chứ viêm từ lâu. Mà ấy là nhanh lên, chứ đâu để lâu lắm đâu hả. Mụn nhanh lên rắn á. Ok, phải 4-5 ngày đi lần. Nếu mà đi liên tiếp là ok, mà đi kỹ những đi ra. Cái nào ghê mới đi á. Trời, em chịu hết não rồi, cố gắng đi em. Chị nặng 5-10 phút nữa thôi, xong rồi. Nhẹ rồi đó. Chỗ đi trước khi đi học ở chỗ mà đi tà xanh. Sao biết đang không? Đừng ngủ.
học trên nó buồn ngủ luôn rồi. Tối nào đi em cũng ngủ hết chị. Em cũng ngủ luôn đó. Nguyên qua. Ráng đi em. Xíu nữa là xong rồi. Im. Bỏ ít nữa thôi. Nằm im. Mẫu không rồi. Em nghe qua một chút xíu nha. Cúi đi, cúi cho nó. Lên. Nghe ra
vừa vừa.
riêng chuẩn bị nhận bằng nữa này. Thank you.